Đây, tôi xem nào, ngã của bạn này nhá, anh em đợi tí. Bạn Sơn Trần này có bảo với tôi là chủ nhật em có đá giải. Đấy, chủ nhật em có đá giải, thầy vào thầy điều chỉnh, điều chỉnh cái thứ tí, nâng cấp, nâng cái thứ lên xem như thế nào. Đây, tôi xem nào. Để tôi đang muốn hỏi xem là cái nhu cầu bạn ấy là gì nữa. Ôi trời ơi. Bin ở can đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cắn bin nhá. Phá ớt nhanh lên em còn ngủ thầy ơi, 2 giờ đêm thầy, error. Thầy có phá đâu bin ơi, thầy đang nâng cấp cho người ta, để bảo phá. Đó, thầy gõ phím như coder. Thì bây giờ anh em streamer thứ đi gõ phím đấy là chuyện bình thường mà. Cái nick này của bạn ấy, bạn ấy bảo là anh chữa giúp em. Đấy, để chữa giúp em để chữa này là tiền đạo đá cứ ngu ngu. Ok, nick này là cái nick mà bạn sẽ mang đi thi đấu ở giải student à, giải student như vậy để biết lô đá này để vứt đi rồi. Chiangri ở đây là vứt đi thật sự luôn. Chiangri Morata có không dùng. Đây, Alvaro Morata có không dùng. Đây phải để như này. Phải để chiến thuật đơn như thế này, chỗ này là có Zidane này này, phải dùng Zidane ở trên đây, đá như này thì bảo sao? Zidane ở đây, đây cánh như này. Chỉnh lại luôn. Đây, Alvaro Morata xong còn ai nhỉ? Pogba này. Romero, De Ligt, Casellas. Casellas à? Bin ở can đã Casellas được cho Casellas giữ lại nhá. 1.000 đồng. Đập hết đi xây lại. Không được, thế thì khó quá, thế thì khó cho bạn ấy quá. Juve đã xù xì như ngoài đời toàn công nhân. Không, đá Juve này nhá, phải đá làm sao để xoay quanh Pirlo này. Phải đá xoay quanh Pirlo này. Con vợ này mới build à? Thật ra nó level mới, sao phong độ con phong độ cứng này. Level 1 à, mới mang về con này à? Zidane cũng là mới mua về. Angri sẽ tiền đạo cắm hợp lý hơn là Morata nhỉ. Dùng Pirlo mà anh em không biết dùng quý đúp, quý blue ấy thì nó rất là phí. Còn Pirlo mà anh em để anh em cầm Pirlo anh em lao vào Asian hay lao vào Gullit cái thứ thì tôi đánh giá là anh em không biết chơi. Đấy, đánh giá anh em không biết chơi. Pirlo mà chuẩn nhất đấy, đẹp nhất là phải đá BTB8. Chuẩn nhất là phải đá mùa đấy. Phải đá xoay quanh Pirlo. Ủa, con mẹ mới mua mà quả đấy mà trông như cái lệch lạc kiểu gì nhỉ. Ok, tôi cảm giác trông nó cái lệch lạc ấy nhỉ. Từ từ tôi xem nào. Có thể là do tôi đang chưa chỉnh chưa đơn thì phải. Để Zidane xem nhau vào cấm đi, xem Zidane chơi tự do thoải mái. Sao Pirlo mẹ lên cao nhỉ. Được chứ. Đá bóng chỉ cần xoay quanh Pirlo và Zidane thế thôi. Thế thôi là xong. Đấy. Thầy để cái từ sân vận động với SS lên cho hay, tôi vừa nâng rồi mà. Cái sân này nó thế sao ấy. À, đá Pirlo cứ quy đúc ra hai cánh. Thế thôi. Quy đúc ra hai cánh là xong. Chia xa. Úi xổ tạt. Nope. Tạt hay thế à? Chia xa tạt hay thật. Zidane ok nhất là CM trong đường này rồi. Đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy mãi không rep tin nhắn em nên em tự lấy 1.000 tỷ bill tuyển Ý cho đầu tàu Jorginho rồi ạ. Cứu được một ớt. Cậu ơi, có thấy đâu nhiều tin nhắn quá. Cuối cùng là check không, nó bị sót anh em ạ. Nhiều tin nhắn gửi quá. Thầy quả là người truyền cảm hứng tuyệt vời. Cảm ơn Zulkic nhá. Nhờ thầy mà em không còn dám chơi sự kiện nữa. Cảm ơn thầy. Zulkic ơi, chơi đi em ơi. Người dừng lại là người thất bại. Chạy chỗ hay phết đấy chứ. Đây này. Nope. Mấy quả Juve này chạy chỗ được chứ. Nope. Ui, có biết lô thì rất đẹp, tôi nhìn trông hơi lởm nhờ. Cứ phất cho biết lô, cứ quy đúc hai cánh. Son đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Son nhá. Em cũng đá Juve nên em khuyên anh Sơn lấy lũ Úc đời ông, thể nào cũng vô địch. 945 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn tiền 945 nhá. Chào thầy, người có tiền đã đến ạ. Ủa, chào khoa trò thật. Khoa trò thầy đang rất khát. Hôm nay thầy nói hơi nhiều nên thầy đang rất khát. Khoa nếu xem khoa giúp được thầy thì giúp nhá, còn không thì thôi. Khoa nếu khoa bận thì thôi, không thể nói thế thôi. Khoa nếu khoa bận thì thôi. Không phải gì cả, không phải suy nghĩ gì đâu. Có hai cái thằng tuyến giữa nó truyền tốt như thế này mà anh em không tận dụng được thì phí quá nhở. Đây này, có hai cái thằng tuyến giữa nó truyền bóng quy đúc như này, hai là cánh cực nhanh, một thằng tiền đạo dứt điểm tốt mà không tận dụng nó thì hơi phí. Với tôi thì hai CM thơ nhất của cái trò chơi này, một là Pirlo, hai là Xabi Alonso. Ít người chơi, tôi thích cái con ít người chơi à. Zidane. Uầy, phải làm Zidane mấy con cắp chuyền bóng sợ ấy. Ôi chuyền bóng ác luôn mà. Ôi giời ơi. Giấu tên 945 đã donate cho Tabi 20.000 đồng.
thầy không có thì em có tiền, thầy hiểu ý em chứ ạ? À? Thầy hiểu rồi, em sang đi, thầy hiểu rồi, em cứ nói à, em cứ nói hoài, em sang đi. Cứ nói đúng là bình luận viên chỉ nói à? À, sang đi chứ. Rồi, hôm nay thì chắc là tôi nhận vấn đề đấy này rồi, tôi nhận ra vấn đề đầu tiên vấn đề nó không phải nằm ở tiền đạo. Nó không phải để làm tiền đạo mà vấn đề là chúng ta đang thiếu một thằng CDM. Anh đã donate cho Tabi 30.000 đồng. Ôi, cảm ơn Peter K nhá. Trình tiết nhỏ, em ngủ đây okay, nhỏ, em chào thầy nhỏ. Cảm ơn em yêu nhá. Ông nghiện đâu có vợ đẻ K này, nghiện từ nhỏ rồi, nghiện mất rồi. Nào, sẽ tìm tí ra là PP ở đâu ta? Bây giờ PP không có thì giải quyết như nào bây giờ nhỉ? Ô thể ngồi đánh giá con vợ đấy, bây giờ đưa cho tôi cái nick mặt chữa nick thì bây giờ không cho tôi tiền mà mang về những hợp đồng để tôi chữa thì nó chỉ được như vậy thôi mà. Đấy. Nó sẽ chỉ thì bây giờ thôi cố gắng là bây giờ ví dụ như không có rồi thì mình sẽ cố gắng là cái gì giật gáo tôi đánh giá là giật gấu vá vai nó gọi là giật gấu vá vai đấy. Bây giờ phải bán một con đi, bây giờ phải bán một con đi, khả năng là tôi sẽ đưa cái con nào có giá trị nhỉ, The Lick 86B Romero 33B, khả năng là tôi sẽ đưa con Romero đi để tôi tân trang lại một chút đó. Bây giờ không có thì bây giờ mình phải thôi, quay lại đi nửa đường quay lại luôn, thôi quay lại Marchisio 12 tỷ Marchisio đấy. À bán The Lick đi, bán mại The Lick cho có tiền, cho Tabi bán The Lick đi, bán Cari kẹt. Cari kẹt con gì? Không, con này không bán được, con này phải có đội hình, bán luôn con này, nâng cấp đội hình lên đó. Bây giờ tôi sẽ cho con Marchisio vào đây, à tôi sẽ cho con Romero vào đây, Romero vị trí này. Bây giờ mình có tiền nâng cấp đội hình rồi. Thầy cứ nhận đi rồi đấy, chú ác mà, thôi thầy cứ nhận luôn đi. Đấy chú ác nhận đi rồi này, thầy cứ nhận rằng The Lick đi, không phải vấn đề gì cả. Ok. Đó tôi nhận luôn. Thầy cứ nhận rằng The Lick đi, đây là chú ác nhắn tin tôi nhá. Thầy nhận giúp em luôn con The Lick luôn. Không vướng. Đấy, nó nhanh. Đầu tiên là tôi sẽ mang về Patrick Vieira. Nâng cấp đội hình, mang về chất thép, đang thiếu một tí chất thép đội hình. Chú ác bảo tôi thế thì tôi chỉ làm theo thôi anh em, một cười nhỉ, sao nhỉ? 55 tỷ à? Ôi giời ơi. Bin ở Can đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con vợ gửi ức mà ca có tiền thì chữa kiểu gì đây? Khó quá nhỉ. Thầy trời. Có hỗ trợ bạn tí ca. Thầy hết lực mất rồi. Mang con này về. Mang con CDM về LN á. LN thì con để tiền mua thằng khác chứ. 61B à? Con để tiền mà tân bị trang bị thêm chứ nhá. Một tiền đạo dự phòng, thằng Morata không phải là một thằng có thể tin tưởng được. Không thể tin tưởng là thằng Morata được. LN đi á. LN. Thôi thì LN vậy, tôi nghĩ là LN cho xịn với con này. Thôi xong rồi, không kịp mất rồi. Không kịp. Cristiano 57 tỷ. À 54 tỷ thì mình đá mùa nào nhỉ? 54 tỷ chắc là đá anh 7 được, đá anh 7 mùa FPS. 54 tỷ. Mình sẽ mua một trường hợp để gọi là để dự phòng cho Thierry Henry. Chân 4 chân 5 mà. Dự bị thì chắc là như vậy, 7 FPS đần 21 U chân 1 chân 5, như vậy là tôi sẽ mang thêm về CR7 để dự bị đi. Đó. Bổ sung thêm cái chất lượng. Và bây giờ là mình cần một con CB. Cần một con CB nữa. Cristiano, tôi sẽ đá thử luôn hai tân binh mới của tôi. Ở đây tôi dùng Patrick Vieira này. Cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Kinh Lát nhỉ. Hóa ra đây là kết cục của những người hâm mộ vị cái bang đời Tần. Không trách được người, chỉ trách ta quá tin. Cái gì mà chỉ trách ta quá tin? Làm sao nữa, tôi đang thiếu. Tôi đang thiếu một CM dự bị, một CM dự bị thay cho Zidane. CM lại lác rồi á. Thôi, có lẽ là vào đá đi em nhỉ, có lẽ là vào đá đi. Tôi nghĩ là có lẽ nó bắt đầu vào đá dần đi với những cái mảnh ghép mang về đi. Chứ còn bây giờ là nó lag mất rồi các bạn. Thì rồi nó lại lag rồi. Chả hiểu kiểu gì. Lại xảy ra lỗi. Đá xong lại bị văng ra, đây cũng hiểu luôn. Sắp bảo trì tiếp rồi mà xem lại bảo trì tiếp à? Uầy. Cristiano sẽ đá thử ở vị trí này xem nào. Cặp đôi tiền vệ tôi sẽ bổ sung chất thép bằng Patrick Vieira. Cristiano sẽ là một lựa chọn để xoay tua với Thierry Henry. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Trận đấu mà tôi sẽ gặp một đối thủ ở cái danh gì tôi không nhớ nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là đội hình của tôi bắt đầu nó đã toàn diện dần hơn rồi. Pirlo và có thêm chất thép của Patrick Vieira ở đây nữa. Giữa sân gần như là bây giờ mình không sợ. Cứ đá xoay con Pirlo anh em nhé. Đã bóng khó, khó chuyền về Pirlo. Đó, khó mình chuyền Pirlo. Không cố. Ronaldo di chuyển này. Pirlo này. Ép đối phương về sâu này. Tôi nhìn thấy Zidane. Zidane không nhìn thấy tôi. Nếu mà vào giải không được chơi với Pirlo NTG8 thì chúng ta sẽ chơi Locatelli. Vướng gì đâu.
Như thế đã toàn diện chưa? Như thế một hình như thế nó đã đồng đều chưa? CR7 chạy chỗ kìa. Úi dồi ôi, CR7 chạy chỗ. Cái AI chạy chỗ CR7 nó vẫn là một cái gì đó khiến tôi ấn tượng. Mặc dù tôi không thích xài cầu thủ ấy lắm vì nó không hợp với cái lối chơi chung của tôi. Tôi thích cầu thủ khả năng truyền bóng tiền đạo nhưng mà truyền bóng tốt cơ. Thích mẫu kiểu là Harry Kane với gọi là với Benzema nhiều hơn. Nope. Ôi trời ơi. Pirlo. Cứ hai cánh tỉa. Hiệp đẹp trai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ơc em huấn luyện viên kỹ năng ngon, thầy build quả Real hay quốc dân cũng được thầy ạ. Cảm ơn Điệp nhá. Patrick Vieira xuất hiện như trong bóng cứng như một tiền đạo ảo. Xuất hiện trong bóng cứng như một tiền đạo ảo. Ngã luôn cẩn thận. Ông thầy cứ khen ai là cầu thủ lỗi. Không phải. Đó, tôi đá sân 7 nhiều, tôi chưa quen nhịp ấy. À, đá sân 7 không nhiều nên chưa quen nhịp ấy. Nope. Hiếp đẹp trai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Với tầm giá 20.000 thì thủ môn của MU nào ngon vậy thầy? Và đây là CR7. Đôi như này nó đã đều chưa? Ao luôn mà. Vừa ra bóng nó vừa đá được một tí ao luôn mà. À bây giờ lắp huấn luyện viên, kỹ năng cá nhân và chỉnh chiến thuật cho bạn đấy. Bây giờ chỉnh chiến thuật nick này, chỉnh lại một chút. Biết lô đây, biết lô cần quan trọng nhất của một thằng CDM anh em hay quý lưu anh phải dùng cái này, nhớ cái này nhá. Cái này sẽ giúp anh em truyền quy đúp chuẩn hơn rất nhiều. Đấy, cái này anh em phải nhớ này. Còn với Romero thì chắc là tôi sẽ phải tìm một cái huấn luyện viên kỹ năng thủ. Đây, con rắn và cái tổ chức này sẽ là một cái hợp lý để giữ vị trí cho CB ở nhà. Patrick Vieira. Vieira thì cũng là dùng cái thiên về đấm nhau thôi. Thiên về đấm nhau. Khả năng là dùng cái này. Xem nào, còn cái nào ta? Còn cái không còn cái nào cả, không còn cái nào đủ tốt cả. Đây, cái đầu tiên cái này sẽ là ok cái đầu tiên. Rồi ok. Như vậy là tôi dùng CR7 nữa. CR7 khả năng là sút tầm gần. Bước 1 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Có y nào bị lỗi tay cầm sau update cô nhỉ? Cảm ơn anh em nhé. Nhưng mà chắc là mình không thấy lỗi, mình đá không thấy lỗi mấy. Áp lực khi sử dụng lỗi. Cái này sẽ là hợp lý, là chuyển trạng thái nhanh. Ok, cái này được. Và xem nào. Set cái CAM. Pirlo. Mình cũng để không lên dâng lên quá cao. Pirlo sẽ để 1-3 thôi. Đó, giữ vị trí. Cả hai bên sẽ giữ vị trí. Hai CDM này giữ vị trí. Vì tôi nghĩ là tấn công với 4 người này là đủ ổn rồi. Không cần phải làm gì quá nhiều mà. Tập trung trung lộ, ok. Ok. Tạm thời như vậy đi. Hai bên cánh này sẽ để dâng cao vì thằng này nó sẽ phù hợp với cái đà truyền bóng của Pirlo ấy. Sẽ để cân bằng. Casillo thôi cũng được, 1-3 cũng được, ok. Tiếp theo trận tiếp theo nhá, bắt đầu để xem nó cải thiện mọi thứ như nào. Và sẽ xây dựng một lối chơi. Ôi trời ơi. Hiếp đẹp trai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hiếp nhá. Thần gió phải đá CB mới đúng chứ thầy? Thần gió là đá CB nhỉ? Sao lại thần gió đá CB ta? Sao lại thần gió nào đá CB? Thần gió mà đá tiền đạo chứ. Ok. Trận đấu thứ 3 với team Juve. Ôi trời ơi. Hiếp đẹp trai đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Hiếp nhá. Vì thầy trận nào cũng thủng lưới nên lên kèo sạch lưới 50.000 cho thầy. Xong rồi, nhận luôn bú luôn. Còn kèo này đá chắc lì, trận này đá như đá giải này. Anh em cứ từ từ nhé, đợi đối phương. Đây, khi Pirlo có bóng chắc chắn sẽ có những người di chuyển. Nope. CR7 đánh giật, CR7 đánh vào đầu tốt nhờ. Có khi là mình cũng phải chơi CR7 đấy. Bảy chọn mùa này đá gì thì bây giờ kinh tế nó ít tiền thì chỉ chơi mùa này thôi anh em. Bảy chọn mùa này đá cái gì đó, đá team này mai vất vả phết á. Đá team này mai vất vả, nó cái gì mà vất vả, build hết cho rồi gì mà vất vả, chỉ việc đá thôi mà. Việt Nam nó sẽ không để truyền được nên mình sẽ dùng Pirlo để truyền đó, cứ vứt ra hai cánh xong đến đây mình tạt cho CR7 là xong. Thế là xong tình huống. Đúng không? Bây giờ mình kéo này về, kéo CB ra đây. Thế là hết. Phải giữ được thằng Vieira này trước mặt hai CB thì nó kín.
Hello thầy, thấy thầy bận quá thầy cho em đặt cái lịch build team tuyển Anh, Pháp hoặc MU Real tùy thầy quyết vào ngày 4 hoặc 5 T11 được ca. Trời ơi, được. Anh em muốn lên nhanh ấy, anh em mua một sản phẩm bên Hùng Tráng. Anh em gửi build tôi sẽ ưu tiên anh em lên sớm nhất luôn. Không phải đặt lịch quá lâu làm gì cả. Nope. Không phải lo. Trừ khi bây giờ người ta đã icon anh em đã LH cơ thì mới phải lo chứ. Đã hay chưa được hết. Anh Bảy chọn vị trí tốt nhờ. Uầy. Anh Bảy chọn vị trí tốt thật đấy. Đá anh Bảy luôn cho Thierry Henry dự bị. Xong đấy, tôi nghĩ là chữ ác này xong rồi. Chắc là bạn Đoạn Sơn cũng biết nhìn nhận cái giáo án rồi. Đó. Nhìn nhận cái giáo án, tôi sắp xếp hết từ ngày mai chỉ đá thôi. Thế tối nay mình build phát thầy nhỉ, ok, sao rồi. Học sinh ưu tú thầy ta BG Cam đã đâu nếp cho ta bi 10.000 đồng. Ok thầy, ngày 4 em mua, ngày 5 thầy build nhé 500 đến 600 tỷ thì team nào ổn ạ? Team nào ổn, đó, team BN là ổn nhất, còn gì nữa, BN. Đó, BN, nếu mà đá hay là thích đá team lạ. Hay là thích đá team lạ. Ok, chắc là Nick Juve tôi nghĩ là đến đây là ok rồi đấy nhở. Trận nào cũng như thế, anh em đều rút sạch lưới, đối phương còn out luôn, đội hình đồng đều rồi. Nếu như vào giải không được đá được Pirlo, mình sẽ chơi vị trí đấy là mình sẽ chơi con Locatelli. Mình sẽ đá con Locatelli, thế thôi. Đấy, thế nó được. Còn lại vị trí ok. Tất cả vị trí ok. Em gôn bắt gôn tận lương 20, sợ thật. Ok rồi, sợ mai chủ áp tâm lý thôi. Thắng thua có cái gì đâu mà phải tâm lý. Cứ chơi hết mình đi, cháy hết mình cho một lần đi. Thua thì thôi, vướng cái gì đâu mà. Nó chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới à. Ok, cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn anh em và chắc là tôi cũng sẽ dừng ở đây. Hôm nay có chút việc ấy. Có chút việc tôi sẽ dừng ở đây. Xong rồi sẽ hẹn anh em vào buổi tối nay tôi lâu lâu một tí anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mỗi buổi thì tôi sẽ chỉ làm được tối đa 2 content thôi. Bye bye anh em và hẹn anh em vào 10 giờ tối nay mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em có thể là mua cho mình những chiếc app về tựa game như là Liên Quân, Liên Minh hay Free Fire với cái giá cực kỳ rẻ. Truy cập ngay vào Honic.vn để lựa chọn cho mình những chiếc app phù hợp nhất.